Minh và Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc như ý, trúng số giàu to. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, tổ tiên linh thiêng báo mộng, trúng số liên tiếp, còng lưng gánh lộc, trả sạch nợ nần, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Quý khán giả thân mến, thành tại thân mà bại tại nhân là câu chuyện của Ất Mão 1975. Bạn muốn thành công, bạn phải vất vả, phải nỗ lực không ngừng, lắm khi khổ không ai giúp, lắm thứ mệt không ai hay, lắm điều oái oăm không ai hiểu, nhưng bạn vẫn phải nỗ lực vượt qua trong im lặng một mình. Đây là thành tại thân, tức chỉ bản thân bạn mới đưa bạn đến thành tựu được. Vấn đề là ở chỗ họ lại dễ bại tại nhân, tức do người đời mang tới hậu quả, hoặc giả báo hại, hoặc giả phá hoại, hoặc giả kéo Ất Mão xuống bùn đen, phá đi những gì họ vất vả xây dựng, đẩy cuộc đời vào những hoàn cảnh ngang trái. Cái cảnh có tiếng mà không có miếng, không được mà lại gánh nghiệp, gánh nợ, gánh trách nhiệm. Đầy người người ta bảo muốn thành công thì phải trải qua thất bại trước, phải vậy thì sao mới học được. Với Ất Mão 1975 có lẽ là như vậy. Sự dại vì ngây thơ, sự dại vì tin tưởng, sự dại vì nghĩ mọi thứ thiện lành, sự dại vì chỉ tin vào việc ai cũng là người tốt, mưu mô trước quỷ là thứ chỉ có trên phim truyện và đời sẽ đến cho họ dở òa. Ra tỉnh khỏi sự dại cũng mất nhiều năm tháng để khắc phục hậu quả hoặc giải thoát khỏi cái hoàn cảnh do người đời đẩy mình vào. Nhưng hãy cứ tin và cứ nhận thức rằng thiệt thòi ở hiện tại hay quá khứ cũng tức là sự đầu tư vô giá cho tương lai. Sự thật này làm tiêu đi một giọt nghiệp, dày thêm một giọt phước, bớt đi một chút họa hại lâu dài, bồi thêm một phần thuận lợi ở những thời điểm then chốt của cuộc đời. Mọi thứ là của mình, sẽ dòng về với mình ở thời điểm thích hợp, nên đừng lo bạn đang thiệt thòi hay mất mát. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh 1975 thân mến, thoáng chốc chúng ta đã chuẩn bị bước qua nửa đầu năm 2024 với những biến động khác nhau trong vận trình của mỗi người. Có người gặp khó khăn, làm gì cũng không thành công, nhưng cũng có người đón nhận nhiều may mắn, hồng phúc tề thiên, tiền tài sung túc, giàu có đến tận già. Và trong chương trình ngày hôm nay, lá số tử vi có dự báo rằng con giáp tuổi Ất Mão sinh 1975 sẽ được các tinh soi chiếu, hưởng tài lộc từ bề trên, cánh cửa vận xui bị đóng lại, tài lộc hân hoan đổ về nhà. Đặc biệt trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này sẽ là thời điểm quan trọng và đầy cơ hội cho những người tuổi Ất Mão vạn sự hanh thông. Cầu tài cầu lộc đều được như ý, đây sẽ là khoảng thời gian mà bạn có thể thấy những nỗ lực và sự cố gắng của mình được đền đáp xứng đáng. Vậy vận trình tử vi chi tiết của con giáp này sẽ diễn ra như thế nào trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024? Cơ may nào sẽ đến với con giáp này trong thời gian tới? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm để khám phá những điều thú vị và bổ ích cho chính mình. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước và tận dụng những cơ hội đến với mình. Tuổi Ất Mão sinh 1975 cầm tinh con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong tất cả 12 con giáp. Người tuổi Ất Mão sinh 1975 thuộc mệnh thủy, thì xét theo nạp âm là mệnh đại khê thủy, tức nước từ dòng suối lớn. Người mang mệnh này có tính cách ôn hòa, hiền lành nhưng rất khéo léo,
Họ thích giúp đỡ người khác và coi đó là niềm vui của mình. Quý bản mệnh cũng là những người có trí tuệ, thông minh, ham học hỏi nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Đến khi trưởng thành, nếu được làm việc trong môi trường phù hợp, họ sẽ là những nhân viên ưu tú, ham học hỏi và có vốn kiến thức rất sâu rộng, sáng tạo không ngừng nghỉ. Người mệnh này rất thích sự tự do, thoải mái, ghét bó buộc trong khuôn mẫu, nhưng mà họ cũng là người làm việc theo cảm hứng. Gặp phải việc không có hứng thú thì sẽ lười nhác và khó đạt được kết quả như ý muốn. Vì tuổi Ất Mão thuộc hành mộc và năng lượng mộc kép này giúp cho người Ất Mão có đặc trưng tính cách là vô cùng hào phóng và luôn biết cảm thông, thấu hiểu với người khác. Người tuổi này luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện. Đôi khi, họ tốt bụng quá nên dễ bị lợi dụng mà lại không biết cách từ chối yêu cầu của người khác. Ất Mão đa phần là người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao thấp và thích cái mới. Tuổi Ất Mão cũng rất hoạt bát, thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, sống thân tình và chan hòa với tất cả mọi người. Tuổi Ất Mão có tính kiên cường, bất khuất nhưng cũng không bảo thủ, ngược lại, còn biết nhường nhịn và không thích tranh giành với người khác. Đặc biệt, tuổi Ất Mão luôn có ý chí tiết thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi thời cơ để thay đổi vận mệnh để đi tới thành công. Tuổi Ất Mão được đánh giá là người thông minh, nhanh nhẹn, mưu trí và có một con mắt tinh tế, biết nhìn xa trông rộng. Tuổi Ất Mão cũng rất tốt bụng, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Tuổi Ất Mão có cái đầu hơn người, tinh nhanh, thông minh và giàu trí tưởng tượng. Người này khi kinh doanh trong các lĩnh vực cần sự tính toán chính xác, kinh doanh hoặc nghệ thuật đều rất dễ thành công. Tuổi Ất Mão khiến mọi người bất ngờ trước khả năng nhanh nhẹn, tập trung cao trong công việc. Làm việc với những người này, hiệu suất công việc có thể nâng cao gấp nhiều lần so với người khác. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi Ất Mão cũng đều có khả năng kiềm chế, điều khiển cảm xúc tốt, luôn giữ một thái độ hòa hợp và bình tĩnh với mọi người xung quanh. Người thuộc tuổi Ất Mão là người có tài đức xuất chúng hơn người. Người này có lối sống cá tính, với nhiều nét nổi bật như sống tự do, tự tại, sống lạc quan, yêu đời, lương thiện và bao dung. Ất Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ, trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét, cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như, họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay dài giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của Ất Mão có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế, họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Tuy có thể bị nhìn nhận là nhút nhát, Ất Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng. Hiếm khi người tuổi này quyết định, hành động hoặc dấn thân vào tình huống mới mà chưa cân nhắc đầy đủ các phương án. Trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chớp nhoáng, không thể tìm được người phù hợp hơn. Ất Mão thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột. Họ cũng không thích liều lĩnh, nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Ất Mão không thích là tâm điểm của mọi người và vì vậy, họ thường chọn những việc đằng sau hậu trường hơn là xuất hiện trên sân khấu. Họ thích làm thành viên của nhóm chứ không làm người lãnh đạo. Họ cảm thấy rất thoải mái khi ở môi trường quen thuộc. Họ là những vị chủ nhà chu đáo, luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Tuổi Ất Mão thích sự riêng tư và khá hướng nội. Khi đối đầu với khó khăn hoặc thất vọng, họ thường giữ mọi thứ cho riêng mình, không muốn làm phiền người khác. Họ rất biết lắng nghe, tốt bụng và ngọt ngào. Vì vậy, họ được coi là người bạn đáng tin cậy, với tố chất mềm dẻo như những nhà ngoại giao bẩm sinh. Họ có thể biến những tình huống khó khăn, căng thẳng nhất trở thành chuyên gia với những người bạn trong công việc. Ất Mão luôn cần cù, chăm chỉ mà chẳng bao giờ sợ hãi hay là đầu hàng trước khó khăn. Họ chẳng bao giờ biết nịnh nọt ai và cũng chẳng bao giờ tranh cướp của ai cả. Họ chỉ biết hoàn thành tốt công việc của mình, đồng thời giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy mà luôn được mọi người đánh giá rất cao, vì cho rằng họ xứng đáng nhận được sự khen thưởng của cấp trên là điều tất nhiên. Ất Mão là người thành thật nhưng lại có con mắt rất tinh đời. Họ biết rằng lúc nào mình nên làm việc gì, khi nào mình cần phải thể hiện năng lực cho người khác biết. Nhờ chọn đúng thời điểm chứng minh bản thân mà họ giỏi nắm bắt cơ hội một cách rất dễ dàng và nắm chắc cơ hội thăng tiến trong tay, về sau chắc chắn sẽ là người chức cao vọng trọng. Vận mệnh Ất Mão khá tốt,
được quý nhân đi theo phù trợ mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng. Họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây thì đều là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Ất Mão được thiên phú, tư duy nhanh nhạy, sắc bén, linh hoạt. Từ khi còn đi học, họ đã thể hiện rõ là những cô bé, cậu bé thông minh. Kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào và hãnh diện. Đến khi trưởng thành, họ thường ham học, nghiên cứu thêm nhiều đề tài yêu thích nên kiến thức uyên bác và sâu rộng. Còn trong công việc thì họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Ất Mão phù hợp với các lĩnh vực như tư vấn giáo dục, ngoại giao hay kinh doanh. Đặc biệt, tuổi này có lộc nên kinh doanh nên có duyên buôn may bán đắt. Lĩnh vực quản lý tài chính, làm nông nghiệp hay là các lĩnh vực như văn phòng, liên quan đến gỗ sấy, quần áo, vải dóc đều có thể giúp họ đạt tới những thành công lớn. Ất Mão dễ bị hao tốn tiền nong lãng phí vì cách sống, nhờ có tài lộc lại hưởng lộc nên tiền nong không bao giờ thiếu. Gần 30 tuổi, nhiều người đã có sự tích lũy tiền bạc rồi, càng về già thì cuộc sống của họ càng sung túc, giàu sang. Ất Mão phù hợp với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ càng và cẩn thận như vấn đề doanh nghiệp, biên dịch, cố vấn. Vì chính tính cách của họ đã luôn thận trọng, khi làm các công việc này thì khả năng, năng lực của họ sẽ được thể hiện rất rõ. Không những thế, nhờ mối quan hệ bên ngoài hoàn hảo nên các nghề như lễ tân, tiếp thị đều phù hợp để thể hiện được đúng tính cách, có thể phát triển và hoàn thiện được bản thân. Ất Mão không nên thử sức với những người có tính khốc liệt, cạnh tranh vì họ không phù hợp. Tuổi Ất Mão thường lặng lẽ nhưng làm việc rất hiệu quả. Trí nhớ tốt, được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực. Họ rất trung thành với chủ, đồng nghiệp đánh giá cao sự tế nhị, tính khiêm tốn, sự cần mẫn của họ và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc tế nhị nhất. Ất Mão sẽ không dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Nữ mệnh tuổi Ất Mão là người dịu dàng, tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định không yêu hoặc hẹn hò với ai thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó, sẽ chỉ là uổng công. Nếu các chàng trai ngưỡng mộ, họ quyết định trồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định. Trong quan hệ thân mật, họ có thể rất lãng mạn, nhưng bản chất thận trọng ngăn cản họ hứa hẹn ngay với một ai. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Ất Mão sẽ dồn toàn bộ sức lực và thời gian, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con và coi đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu và những cố gắng của họ dành cho gia đình thường được đền đáp bằng tình cảm nồng nàn của người thân. Tuổi Ất Mão có tài vận tốt và không phải lo ngại nhiều về tiền bạc, bản chất hào phóng và hòa đồng, giúp họ dễ dàng có được của cải. Tuổi Ất Mão thường ít chú ý tới tiểu tiết và những vấn đề không quan trọng. Họ không thận trọng lắm khi tiêu tiền và thường không tiết kiệm được nhiều. Tuy có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng họ hiếm khi trở nên giàu có. Nam mệnh tuổi Ất Mão là người hấp dẫn, ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Khi họ hẹn, họ khiến chị em ngất ngây bởi vẻ ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn. Nhưng khi tình yêu của người con gái đủ lớn để trở thành dây trói, thì nam tuổi Ất Mão sẽ lặng lẽ biến mất. Với cá tính phóng khoáng, họ sẽ không ngừng quan hệ với những phụ nữ khác, ngay cả khi đã gắn bó với một người, khi đùa giỡn với người thứ ba. Họ xem đó như một trò chơi nhiều hơn là cảm xúc thật. Bất chấp sự thay đổi của cảm xúc và các mối quan hệ, thì cuối cùng họ cũng vẫn tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống, vợ chồng nam tuổi Ất Mão đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người vợ. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với mình một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Nam mệnh có cuộc đời gặp nhiều điều tốt đẹp, tuy không được sung sướng về mặt thể xác nhưng được sung sướng về mặt tinh thần. Cuộc đời của họ không lấy gì làm cực khổ cho lắm. Họ có số hưởng được sự giàu sang và có thể thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đến thời kỳ tuổi già, tiền bạc đầy đủ, gia cảnh êm đềm. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão 1975. Về mặt sức khỏe, Ất Mão cần cẩn trọng với những nguy cơ tiềm ẩn do ảnh hưởng tiêu cực. Cho dù là một căn bệnh nặng hay một vấn đề nhỏ, chúng đều có thể ảnh hưởng đến Ất Mão trong cuộc sống hàng ngày. Việc chú ý đến rèn luyện thể chất và duy trì một lối sống khoa học lành mạnh là quan trọng. Điều này sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch và là chìa khóa để vượt qua mọi vấn đề sức khỏe. Đặc biệt, trong cuối năm này, Ất Mão cũng nên chăm sóc đến tâm lý của mình. Áp lực từ công việc,
tài chính hoặc vấn đề tình cảm có thể dẫn đến suy nghĩ quá mức. Ăn không ngon, ngủ không yên, dễ dàng dẫn đến tình trạng kiệt sức. Hãy cố gắng tư duy tích cực để làm cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Ất Mão sẽ phải đối mặt với thử thách do tâm lý không ổn định và giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Sức khỏe giảm sút với nhiều yếu tố xấu ám ảnh. Vì vậy, Ất Mão cần chú ý đến thay đổi thể chất và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Về hôn nhân gia đình có thể đối mặt với xung đột và căng thẳng, yêu cầu sự kiên nhẫn và thông cảm trong việc nuôi dạy con cái. Tuổi Ất Mão cần sự kiên nhẫn và tình yêu thương để vượt qua những thách thức. Theo dự đoán của tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, đây sẽ là một khoảng thời gian đầy khó khăn và thử thách đối với tuổi Ất Mão. Thời điểm này có nhiều yếu tố xấu ám ảnh đến cuộc sống, khiến cho những điều không mong muốn thường xuyên xảy ra. Đây là thời điểm lý tưởng để tránh các hoạt động quá sôi động và chờ đợi thời cơ. Nếu không có ý chí mạnh mẽ, Ất Mão sẽ cảm thấy áp lực rất lớn và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, hãy tự nhắc nhở bản thân phải trở nên kiên cường hơn, đừng chỉ lùi bước khi gặp khó khăn, mà hãy tìm cách giải quyết kịp thời. Nếu cần thiết, hãy nhờ sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè xung quanh. Có thể trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tuổi Ất Mão có thể sẽ hứng chịu nhiều thách thức và khó khăn trong sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hôn nhân gia đình và việc nuôi dạy con cái. Sự bế tắc và khó khăn trong quản lý tài chính có thể làm Ất Mão mất niềm tin và ý chí chiến đấu. Tài vận giảm sút do ảnh hưởng của hại Thái Tuế, đòi hỏi kế hoạch quản lý tài chính của Ất Mão phải thật cẩn thận. Nhìn chung, mặc dù khó khăn, nhưng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 cũng mang đến cơ hội để phát triển, sức mạnh và tìm kiếm giải pháp sáng tạo. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện trong từng tháng âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975, trong hai tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Mão sinh 1975. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, tuổi Ất Mão gặp phải nhiều trắc trở trong sự nghiệp do phải chịu tác động nặng nề của cục diện tương hình. Nhiều áp lực dồn dập xuất hiện, khiến bạn khó có thể vui vẻ, suy nghĩ tích cực và cố gắng đến cùng. Có lẽ, những kế hoạch bạn đặt ra vào thời điểm này chưa thực sự phù hợp nên mới thường xuyên gặp phải nhiều cản trở đến vậy. Có thể con giáp này là người có tầm nhìn xa, nhưng lại chưa thực sự ý thức được năng lực của mình hoặc thực tế trước mắt. Vì thế, trước khi bắt tay vào làm việc gì, bản mệnh cần cân nhắc xem nó có phù hợp với bản thân ở hiện tại không. Không phải cứ có tham vọng là bạn đã gặt hái được thành công. Người làm lãnh đạo chớ nên ngạo mạn quá mức, bỏ ngoài tai ý kiến của nhân viên cấp dưới của mình. Không phải lúc nào quan điểm của bạn cũng là đúng đắn. Hơn nữa, trước khi triển khai một dự án nào đó, tuổi Ất Mão nên tham khảo suy nghĩ của nhân viên, bởi chính họ mới là người bắt tay trực tiếp vào làm việc. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn vốn là người hiếu kỳ, ham học hỏi, đặc biệt thường hay thích mộng tưởng, lập kế hoạch phấn đấu cho mình. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ hiện thực với mơ mộng, đừng nên chìm đắm vào những điều không tưởng, kẻo đến khi đối diện với thực tế, bạn sẽ dễ rơi vào cảnh thất vọng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão sinh 1975, trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, vận trình tài lộc của tuổi Ất Mão chưa thực sự có những bước tiến đáng kể. Có lẽ bạn cần phải tự nhắc nhở mình vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời tìm cách khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong quá trình làm ăn kinh doanh. Cục diện tương hình khuyên bản mệnh cần cẩn trọng hơn trong quá trình kết giao với người khác. Không phải ai nhiệt tình, vui vẻ với bạn cũng là những người đáng tin cậy. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách kéo gần khoảng cách với bạn để lừa lọc, khiến tiền bạc đầu tư của con giáp này đổ sông đổ bể. Người làm lãnh đạo cần có cái nhìn thực tế hơn về tình hình trước mắt. Có thể bạn đang đánh giá không đúng năng lực của mình hoặc đang bắt buộc người khác làm quá sức. Nếu cứ không ngừng cố gắng vì một cái đích không tưởng, thì đến một lúc nào đó, con giáp này sẽ cảm thấy kiệt sức và muốn bỏ cuộc. May mắn tháng này có các tinh thiên đức chiếu mệnh, bạn vẫn có cơ hội phát tài phát lộc nếu biết lập ra những kế hoạch chính xác hoặc chú ý hơn trong cách cư xử.
Người làm ăn buôn bán chỉ cần kiềm chế bản tính nóng nảy của mình thì vẫn duy trì được những mối làm ăn đều đặn với khách hàng, đối tác. Người làm công ăn lương chú ý hơn đến các mối quan hệ của mình, không đắc tội với kẻ tiểu nhân thì vẫn hoàn thành những nhiệm vụ quen thuộc, lương thưởng ổn định. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 11 âm lịch, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Mão tháng này vẫn khá ổn định, dù công việc nhiều trục trặc, rắc rối, khiến bạn thường xuyên cảm thấy muộn phiền, áp lực. Nhưng may mắn là những cảm xúc ấy không ảnh hưởng lớn đến cơ thể bạn. Con giáp này nên tâm sự với mọi người xung quanh nhiều hơn để giải tỏa những tâm lý tiêu cực. Nếu có thể nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn, thì bản mệnh sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề, đưa mọi chuyện trở về với quỹ đạo đúng đắn. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thể trạng thư giãn và vận động phù hợp. Có như vậy, bạn mới thấy tinh thần sảng khoái, sức khỏe cải thiện. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 11 âm lịch, chuyện tình cảm của tuổi Ất Mão tháng này có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Dù là người còn độc thân hay người đã lập gia đình, nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn là người tự tin, sẵn sàng thể hiện điểm mạnh của mình để gây ấn tượng với người khác. Chính vì vậy mà người độc thân thường dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, được nhiều vệ tinh vây quanh. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì thế mà trở nên buông thả bản thân, giữ quan hệ với quá nhiều người hoặc quá vội vã đến với một ai đó nếu có ý định xây dựng các mối quan hệ nghiêm túc. Trước hết, bạn cũng cần là một người nghiêm túc, đồng thời cân nhắc kỹ càng về những điểm tương đồng cũng như khác biệt giữa hai người. Người đã lập gia đình có một nửa kia thấu hiểu, đối phương có thể tha thứ cho những hành động nóng nảy, bốc đồng của con giáp này. Song bạn đừng vì thế mà cư xử quá mức tự do, không để ý đến cảm nhận của người ấy. Có chuyện gì hãy bình tĩnh tâm sự rồi đôi bên sẽ cùng nhau tìm được hướng đi. Ngoài ra, bạn cũng cần dành thời gian quan tâm hơn đến con cái của mình. Hãy trò chuyện với con nhiều hơn để hiểu nhu cầu và mong muốn của con là gì. Đừng áp đặt những mong muốn của mình lên con cái. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Mão sinh 1975. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 12 âm lịch, bước sang tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này, tuổi Ất Mão được dự đoán sẽ đạt được những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp. Vận khí ít họa nhiều phúc, dù bạn theo đuổi ngành nghề nào cũng sẽ dễ dàng thăng tiến. Trong tháng này có nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, hỗ trợ công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Đây cũng là tháng rất thích hợp để ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch quan trọng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn khi đang dưỡng cát khí. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư xây dựng có thể mạnh dạn triển khai dự án mới đều thành công tốt đẹp. Nhưng nên nhớ, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể. Thời điểm trước Tết nên đặt nền móng chắc chắn để chuẩn bị cho kế hoạch chính khi ra Tết. Đừng vội tiến hành một cách mù quáng kẻo nhận lấy thất bại. Đây cũng là tháng con giáp này khá dưỡng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt. Thông qua đó, bạn cũng có thể đề cao giá trị của mình khi có thêm sự hậu thuẫn của sao Tả Phù. Nếu có cơ hội được tham gia những cuộc hội họp, hội thảo hoặc công tác, bạn nên nhiệt tình nhận nhiệm vụ, bởi đó sẽ là môi trường để tuổi Ất Mão được gặp gỡ những người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được họ chỉ dẫn nhiều kinh nghiệm quý giá. Không thể không nhắc tới khả năng hòa hợp với mọi người của con giáp này, vận khí lên cao, giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp ở mọi chức vụ, mọi hoàn cảnh. Đây là thời điểm thích hợp để tăng cường giao tiếp, mở rộng mạng lưới, sẽ rất có lợi cho công việc về sau. Tuy nhiên, bên cạnh những các tinh kể trên, tháng này còn có sự xuất thiên cẩu hung tinh, nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Cẩn thận kẻo chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trở thành cái cớ cho tiểu nhân gây bất lợi. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng thù hận hoặc có kẻ tiếp cận bạn chỉ để lợi dụng, dựa hơi, vì muốn chiếm đoạt được thứ gì đó từ bạn. Chính những đối tượng này là rào cản không nhỏ trên con đường tiến thân của tuổi Ất Mão, bạn chớ nên chủ quan. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 12 âm lịch, nhìn chung trong tháng chạp này, bạn làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu dinh hoa phú quý.
Không chỉ công việc mà tài lộc của tuổi Ất Mão trong tháng 12 âm lịch này cũng nhận được sự che chở của nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh, nên khởi sắc rực rỡ là điều đương nhiên. Đây là tháng cận Tết, thu nhập tăng tiến nhanh chóng và đến từ nhiều nguồn, giúp tâm trạng của con giáp này vô cùng hân hoan. Người làm công ăn lương đạt được nhiều thành công trong công việc, nhờ thế mà mức đãi ngộ cũng cao hơn. Cuối năm là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao, tài vận tăng tiến cũng không quá bất ngờ. Chỉ cần bạn tập trung làm tốt việc của mình, thù lao nhận về sẽ vô cùng xứng đáng. Nếu có thời gian rảnh thì giúp đỡ mọi người, các mối quan hệ xã giao nhờ vậy cũng được cải thiện trông thấy. Bản mệnh không còn phải đau đầu xử lý những rắc rối, thì phi không đâu. Người làm ăn kinh doanh cần nắm bắt cơ hội để hốt vàng, hốt bạc. Ở thời điểm Tết đã đến đất gần này, thị trường đang rất sôi động, bản mệnh có thể sẽ có một tháng tất bật với hàng Tết. Hàng hóa lưu thông tốt, nhưng đồng thời sức cạnh tranh cũng tăng cao. Điều này đòi hỏi bạn phải có sự nhạy bén và tinh nhanh để tìm ra hướng đi phù hợp. Tháng này sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư. Dù vậy, tuổi Ất Mão cũng nên hết sức thận trọng, kẻo gia chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùng hạp nên chú ý trong khâu chọn người. Đừng quên, hung tinh thiên cẩu vẫn rình rập, có thể gây hại cho bạn bất cứ lúc nào. Mua sắm Tết nên có chừng mực để tránh tình trạng lạm chi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 12 âm lịch, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Mão tháng này khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng. Nhưng công việc tất bật dịp cuối năm dễ cuốn bạn đi thường xuyên nên bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn tới lao lực, đổ bệnh bất chợt. Con giáp này nên lưu ý vấn đề này để có đủ sức khỏe còn đón Tết an vui. Bên cạnh đó, tuổi Ất Mão cũng cần đề phòng hung tinh thiên cầu gây họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ. Việc ăn uống cần đảm bảo an toàn dinh dưỡng đầy đủ, hạn chế ăn hàng quán không đảm bảo vệ sinh có thể bị ngộ độc. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 12 âm lịch, chuyện tình cảm của tuổi Ất Mão trong tháng chạp này có thể coi là hài hòa, ổn định. Đời sống tình cảm vợ chồng không có vấn đề nào phải lo lắng. Trong ấm ngoài êm, tuy đôi lúc vẫn có cãi giả xảy ra, nhưng đôi bên nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng hòa khí gia đình. Ở thời điểm năm hết Tết đến, người độc thân vẫn có một vài cơ hội đào hoa, nhưng vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Với những ai đã từng có vết thương trong lòng hay quá khứ, hãy mạnh dạn buông bỏ tất cả, mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới. Có như vậy, bạn mới sớm tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Ất Mão sinh 1975 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Ất Mão với tuổi Tý. Trong kinh doanh thì tuổi Ất Mão và tuổi Tý sẽ hợp tác vô cùng ăn ý và đem đến nhiều thành công. Nếu có tranh cãi xảy ra thì tuổi Tý luôn là người bắt đầu trước, vì tuổi Ất Mão rất nhã nhặn và nhường nhịn tuổi Tý, hiểu rõ tính tình, vai trò và tầm quan trọng của tuổi Ất Mão, nên tuổi Tý không bao giờ làm gì để vượt qua giới hạn, thế nên quan hệ đối tác cộng sự rất bền vững và lâu dài. Tuy nhiên, không phải vậy mà tuổi Tý tỏ ra không biết điều. Tuổi Tý hiểu được vai trò quan trọng của tuổi Ất Mão trong các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Ất Mão với tuổi Sửu. Tuổi Sửu là động lực cho người tuổi Ất Mão tiến lên phía trước, chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống. Ngược lại, tuổi Ất Mão mang một luồng gió mới mẻ, thú vị vào trong cuộc đời bình lặng của tuổi Sửu. Họ giúp đỡ nhau trong công việc và cùng nhau phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành công. Tuổi Ất Mão với tuổi Dần. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Ất Mão vốn khá nhút nhát, sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Dần, sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Ất Mão với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, hai người tuổi Mão kết hợp khá ăn ý với nhau. Văn phòng nơi họ làm việc cùng nhau sẽ được trang trí mang tính nghệ thuật, thường trang trí giống một ngôi nhà hơn là cơ quan. Họ sẽ mang không khí nghệ thuật đến nơi làm việc hơn là sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên,
Điều cần lưu ý là hai tuổi Mão phải cùng đảm bảo được lợi ích kinh doanh, cẩn thận, tính toán đến các yếu tố kinh doanh và tài chính. Nếu tự bản thân không đảm nhiệm được điều đó thì rất cần đến những người tin cậy đảm nhiệm thay mình. Tuổi Ất Mão với tuổi Thìn. Hợp tác vô cùng tốt, người tuổi Ất Mão chịu trách nhiệm thực hiện, còn người tuổi Thìn sẽ là người đưa ra quyết định cũng như đảm nhận vai trò người đưa ra ý tưởng. Tuổi Ất Mão với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau. Tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng. Trong khi đó, tuổi Ất Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm các việc liên quan đến tài chính. Tuổi Ất Mão với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Ất Mão và tuổi Ngọ cần một bên thứ ba để giúp cho mối quan hệ của hai người êm đẹp. Tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ và lập kế hoạch tốt nhưng rất dễ nản và bỏ cuộc, còn tuổi Ất Mão hay áp dụng ý kiến chủ quan vào công việc kinh doanh. Hơn nữa, kỹ năng về tài chính và các vấn đề khác chưa đủ vững, bởi vậy, rất cần một nhân vật thứ ba nào đó xuất hiện để cùng hỗ trợ hai người. Tuổi Ất Mão với tuổi Mùi. Hợp tác thực sự thành công, người tuổi Ất Mão có khả năng khiến người tuổi Mùi tập trung công tác, mà người tuổi Ất Mão lại trí tuệ sâu sắc, có những cái nhìn đúng đắn, đưa ra sự lựa chọn tốt nhất, bởi vậy, sự nghiệp đi lên rất nhanh chóng. Tuổi Ất Mão với tuổi Thân. Tuổi Ất Mão nhút nhát, không thích những nơi tấp nập, đông người, trái ngược hoàn toàn với tính cách của người tuổi Thân. Bởi vậy, cặp đôi này muốn hòa hợp lâu dài thực sự là điều rất khó. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, tuổi Ất Mão và tuổi Thân cần phải hết sức thận trọng, lắng nghe ý kiến của nhau thì công việc mới có thể diễn ra thuận lợi. Tuổi Ất Mão với tuổi Dậu. Trong kinh doanh, tuổi Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Ất Mão, vì người tuổi Dậu cho rằng người tuổi Ất Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Dậu sẽ là người chủ động việc công việc tại cơ quan, còn tuổi Mão thì khá thụ động và đi chệch những mong muốn của tuổi Dậu. Tuổi Ất Mão với tuổi Tuất. Rất thích hợp để hợp tác, người tuổi Ất Mão sẽ có cơ hội để phát huy trí thông minh, người tuổi Tuất lại rất trung thành và tận tâm. Bởi vậy, nếu hợp tác thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Tuổi Ất Mão với tuổi Hợi. Mối quan hệ hợp tác khá tốt, người tuổi Hợi có tài vận tương đối tốt, mà người tuổi Ất Mão lại khá khôn khéo, nếu sát cánh bên nhau thì sẽ thành công rực rỡ. Quý khán giả thân mến, con người trên thế gian ai cũng mong muốn một cuộc đời may mắn, thuận lợi. Vì vậy, làm bất kể việc lớn nhỏ nào, người ta đều xem phong thủy, đặc biệt là người phương Đông. Nói đến phong thủy, nhiều người thường nghĩ đến những yếu tố bên ngoài như đất cát, nhà ở. Nhưng kỳ thực trên thân người có 3 điểm phong thủy vô cùng quan trọng mà dường như nhiều người lại quên mất. Muốn thay đổi vận mệnh của một con người, chỉ cần làm tốt 3 việc này. Điểm phong thủy thứ nhất là tâm. Người ta nói tâm là phong thủy lớn nhất, tốt nhất của một người. Để có tâm tốt cần chú ý 3 điều sau. Nuôi dưỡng tâm thiện lương. Thiện lương là thiên tính của con người, là gốc rễ làm người. Cổ ngữ nói, người đã mất đi thiện lương thì có thể còn không bằng loài cầm thú. Người xưa cũng có câu, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Người có tấm lòng thiện lương, làm nhiều việc thiện, việc tốt, thì cuộc đời của người ấy nhất định sẽ tốt đẹp. Một người có thể không có phú quý, không có danh tiếng, nhưng nếu không có thiện lương thì là đã mất đi cái gốc làm người rồi. Ngày hôm nay nếu bạn gieo hạt giống thiện lương thì ngày mai nhất định sẽ thu được quả ngọt. Nuôi dưỡng tâm khoan dung. Mỗi người nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, để cân nhắc, lý giải những việc người khác khó xử. Khi gặp việc không như ý hay người khác đối xử không tốt với mình, thay vì thù giận, hãy mở lòng khoan dung, bạn sẽ thấy sự việc không đến nỗi tồi tệ như bạn vẫn tưởng tượng. Xưa nay, người có tấm lòng khoan dung, độ lượng, luôn được người khác tôn trọng, nguyện ý kết giao, cho người khác một đường lui, bạn sẽ nhận được phúc báo trong tương lai. Nuôi dưỡng tâm khiêm tốn. Khiêm tốn là một loại mỹ đức, là một loại cảnh giới cao của tu dưỡng. Kiêu ngạo thì chiêu mời tổn hại, khiêm tốn thì được lợi. Con người nên là học theo sự khiêm tốn. Vô tư và kiên định của đại địa trong dịch kinh giảng rằng, hết thầy pháp tắc làm người và đạo lý đều là thiên địa âm dương biến hóa. Trong mỗi một quẻ hào đều có hung và cát. Quẻ hung là để cảnh giới con người bỏ ác hành thiện, quẻ cát là động viên, khuyến khích con người phải mỗi ngày làm một việc thiện khác,
chỉ có quẻ khiêm, khiêm nhường là mỗi một hào đều là cát tường, may mắn. Điểm phong thủy thứ hai là miệng. Miệng của một người có thể tạo phúc, nhưng cũng có thể chiêu mời họa. Để dưỡng tốt điểm phong thủy này, cần nhớ ba điểm sau. Không bóc trần thiếu sót của người khác. Mỗi người đều có những điểm thiếu sót, đều có khuyết điểm riêng. Cổ nhân có câu, nhân hoạt nhất, trương kiểm thụ hoạt nhất, trương bị ý nói. Con người sống không thể không có thể diện, giống như cây cối không thể không có lớp vỏ. Khi thấy thiếu sót của người khác, nên lựa thời điểm nói. Không nên nói trước mặt nhiều người. Mỗi người đều có thể diện của mình. Nếu ngày hôm nay bạn làm khó dễ người khác, ngày mai có thể bạn sẽ gặp phải chính tình cảnh ấy. Không bóc trần thiếu sót của người khác là một loại độ lượng. Miệng nói nhiều lời tốt đẹp, con đường đời của bạn sẽ ngày càng rộng mở hơn, được nhiều thiện duyên hơn. Không khoa trương, ba hoa. Rất rất nhiều người thường thích nói lời khoa trương, khoe khoang về bản thân, giống như không nói ra thì không thể hiện được cái bản sự của mình vậy. Đây là điều rất kỵ. Quý cổ nhân có câu, thiên ngoại hữu, thiên nhân ngoại hữu nhân, ý nói, người tài còn có người tài hơn, cho nên khiêm tốn vẫn là tốt nhất. Không nói lời vô nghĩa, không thích hợp. Người có trí tuệ cao khi có việc cần nói sẽ nói, không có việc thì bảo trì sự im lặng, tĩnh tại. Người nói những lời vô nghĩa sẽ không chỉ khiến người khác ghét bỏ mà còn chiêu mời họa. Thực tế chứng minh rằng, chỉ những lời nói đúng mực, chính xác và thích hợp mới có đủ sự thuyết phục đối với người nghe. Trong cuộc sống, những lời nói, lời giải thích sâu sắc được người khác hoan nghênh, lời sáo rỗng, vô nghĩa khiến người nghe khó chịu. Điểm phong thủy thứ ba là hành vi. Hành vi của một người cũng thể hiện ra sự tu dưỡng đạo đức của người đó. Mỗi hành vi, cử chỉ cũng sẽ đem đến vận khí khác nhau cho một người. Không có thành công bằng con đường tắt. Thành công mà một người đạt được là không có con đường tắt, cần phải trả giá bằng sự cố gắng thật sự. Người đầu cơ trục lợi bằng thủ đoạn nào đó thì tuy rằng nhất thời có thể đạt được một chút lợi ích, nhưng vì nền tảng không vững chắc nên cuối cùng cũng không đạt được kết quả lý tưởng. Không hại người lợi mình. Làm hại người để mình được lợi thì nhất thời có thể chiếm được chút lợi, nhưng cuối cùng cũng sẽ nhận được kết quả không hay. Điều này là do quy luật nhân quả chi phối, cho nên giữa người với người trong đối nhân xử thế hay trong kinh doanh, làm ăn, vẫn nên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau là tốt nhất. Không đổi đức lấy lợi. Người ta thường chỉ hay nhìn những điều lợi trước mắt mà quên đi cái đức của bản thân mình. Xã hội hiện đại ngày nay rất nhiều người vì lợi mà quên nghĩa, vì lợi mà lừa gạt thảm hại người khác, thậm chí làm thương tổn người khác, nhưng lại không biết được rằng điều họ thực sự mất đi còn lớn hơn điều họ nhận được. Cái được chẳng bù nổi cho cái mất. Cổ nhân giảng, họa phúc không tự nhiên đến, nó là do con người tự chiêu mời mà đến. Việc thiện hay việc ác đều có quả báo như hình với bóng. Thời cổ đại người ta tin rằng vì tài vật lợi ích mà lừa gạt, hãm hại người khác thì chính là đánh mất đi đức và phúc báo của mình. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Ất Mão sinh 1975, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.